Cảm ơn rất nhiều, Brian. Thống đốc của bạn đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi sẽ nói với bạn điều đó. Và chúng tôi luôn sát cánh với ông ấy và với mọi người. Chúng tôi vừa gặp một nhóm những người yêu nước tuyệt vời. Họ đang làm việc rất chăm chỉ. Họ đã từng làm điều này trước đây, nhưng họ nói với tôi rằng họ chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Brian, đây là điều tồi tệ nhất mà họ từng thấy. Và một số người đã nhìn lại 25 năm, điều đó rất lớn. Nhưng tôi muốn cảm ơn thống đốc và tất cả mọi người vì đã làm hết sức mình trong tình huống này. Đó thật sự là điều đáng kinh ngạc. Một số người mà chúng tôi vừa gặp, chẳng hạn như nghị sĩ Rick Allen, là một người tuyệt vời. Chủ tịch Hạ viện Georgia John Burns cũng có mặt ở đây. Cựu nghị sĩ George Collins. George Collins có đây không? George Collins. Anh ấy là một người rất tốt. George, tôi đã lâu không gặp anh. Anh không thay đổi chút nào, trông anh còn khỏe hơn trước. Nếu bạn muốn, thượng nghị sĩ bang Max Burns cũng ở đây, và biện lý Barbie Christine. Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn. Nhưng chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi đang ở Evans, Georgia, để bày tỏ sự ủng hộ, tình yêu và lời cầu nguyện của chúng tôi. Tất cả các cộng đồng đang chịu đựng. Điều đó thật khó tin khi bạn nhìn thấy và thấy những loại đau khổ đang diễn ra bây giờ. Nhưng một trong những dấu hỏi lớn nhất là thực tế có rất nhiều người mất tích. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Một số người mất tích quá lớn. Thống đốc, phải không? Vì vậy, hy vọng rằng họ sẽ được tìm thấy và được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh. Nhưng điều đó không bao giờ có vẻ tốt. Trái tim chúng tôi tan vỡ cho hơn 200 gia đình người Mỹ đã mất đi người thân. Con số chính thức hiện tại là 200 người. Và thật không may, con số đó sẽ còn tăng lên. Đây là một trong những cơn bão chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hơn 20 người dân Georgia đã thiệt mạng. Trong đó có một bà mẹ 27 tuổi và hai đứa con nhỏ của cô ấy sống không xa quận McDuffie. Rất nhiều người biết đến gia đình này. Họ là những người tốt. Tôi biết rằng sự mất mát đột ngột và kỳ diệu như vậy gần như không thể chịu đựng nổi. Tôi không biết làm sao bạn có thể vượt qua điều đó. Người thân của bạn ở khắp quận của bạn, khắp tiểu bang và khắp nhiều tiểu bang khác. Bạn có Florida, nghĩ đến nó mà xem. Bạn có Virginia, bạn có South Carolina, Alabama, North Carolina có lẽ bị thiệt hại nặng nhất. North Carolina thực sự rất tồi tệ. Tôi muốn cảm ơn Elon Musk vì hành động nhanh chóng của anh ấy với Starlink. Anh ấy đã cung cấp rất nhiều thiết bị cho thống đốc Georgia và đặc biệt là North Carolina. Và anh ấy đã hành động rất nhanh chóng. Họ cần liên lạc. Không có tín hiệu liên lạc, cột điện bị đổ, dây điện bị đứt. Và anh ấy đã hành động thật sự nhanh chóng. Thực tế là tôi vừa gọi điện cho anh ấy, và tôi đã nhận được những lời cảm ơn từ North Carolina và Georgia ngay khi tôi vừa cúp máy với anh ấy. Tôi không biết anh ấy làm gì. Có vẻ như anh ấy có một cái gì đó đặc biệt. Anh ấy làm việc rất nhanh chóng, tôi sẽ nói như vậy. Nhưng anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Larry Ellison đã có một đóng góp rất lớn. Và một người bạn của thống đốc và của tôi cũng ở đây, Steve Witkoff. Người cũng đã có một đóng góp rất lớn. Steve, chúng tôi rất biết ơn bạn. Thống đốc đã nói với các bạn về những ngôi nhà và con đường. Tất cả đang được sửa chữa. Mọi thứ đều đang được khắc phục. Điều tốt là khi tôi vừa gặp một nhóm, và bây giờ tôi đã gặp hai nhóm, và tôi sẽ gặp nhóm thứ ba. Tôi sẽ nói rằng tôi không nghi ngờ gì, rằng bất cứ điều gì có thể làm, nó sẽ được thực hiện. Điều này sẽ mất thời gian, sẽ mất rất nhiều nỗ lực, và đó là một tình huống thật sự đau lòng. Chúng tôi sẽ đến North Carolina bây giờ, và gặp một số người bạn của chúng tôi tại đó, những người bạn rất tốt của chúng tôi, và họ đã hoàn toàn bị tàn phá. Chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Nhưng tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây. Và chúng ta có cuộc bầu cử lớn sắp tới. Nếu tôi tham gia, tôi đã nói với thống đốc rằng nếu tôi tham gia, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, giống như những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ. Chúng tôi luôn có những hỗ trợ lớn. Nông dân đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Và tôi đoán họ bị ảnh hưởng nặng như vậy, hoặc có lẽ lần này còn tồi tệ hơn, hoặc có thể là ngang bằng, có lẽ tồi tệ hơn. Đó là một cơn bão tồi tệ. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau làm việc hai hoặc ba lần với những cơn bão lớn. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã từng thấy điều gì như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi đã giải quyết nó trong thời gian kỷ lục, và chúng tôi sẽ rất cởi mở và cam kết hết mình với tiểu bang này. Vì đây là một tiểu bang tuyệt vời, và bạn có sự lãnh đạo tuyệt vời. Một lần nữa, thống đốc đang làm một công việc xuất sắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã có mặt ở đây. Tôi rất trân trọng điều đó. Và chúng tôi có thể gặp lại các bạn sau này, hoặc có thể không, nhưng chúng tôi sẽ quay lại. Bất cứ khi nào thống đốc cần chúng tôi sẽ có mặt. Cảm ơn các bạn ở đằng kia. Đó là một nhóm người tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất cảm kích. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người.
Rất tuyệt. Không, 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 thật tuyệt. Chúng tôi luôn hợp tác với nhau rất tốt. Thật sự rất tốt, đúng vậy. Đúng, tất nhiên là vậy. Đó là một phản ứng tồi tệ từ Nhà Trắng. Họ đã thiếu 1 tỷ đô la. Số tiền này đã được sử dụng cho mục đích khác. Và chưa ai từng thấy điều gì như vậy. Về mặt đó, đó là một điều khủng khiếp. Nói đi. Tôi không nghĩ về cử tri vào lúc này. Hiện tại tôi chỉ đang nghĩ về mạng sống. Và thành thật mà nói, điều này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi đang nghĩ về mạng sống. Rất nhiều mạng sống đã mất. Rất nhiều người đang mất tích. Và đó là điều tôi tập trung vào ngay bây giờ. Không, không phải vậy. Lạm phát đã tàn phá nền kinh tế của chúng ta. Đó là một trong những vấn đề lớn mà chúng ta đang phải đối mặt. Và vấn đề về việc làm. Những người nhập cư trái phép đã lấy mất nhiều việc làm hơn bất kỳ ai khác. Chúng ta có những người nhập cư trái phép và họ lấy đi việc làm. Khi bạn nhìn vào các con số từ góc độ đó, điều đó thật đáng buồn. Chúng ta phải lấy lại công việc cho những người đã sống ở đây lâu dài và là những công dân tuyệt vời của đất nước chúng ta. Nhưng khi bạn nhìn vào số liệu việc làm vừa được công bố, và rồi bạn nhìn xem ai đang có những công việc đó? Điều đó thật không may từ góc độ đó. Bạn có người nhập cư trái phép. Bạn đang nghe về điều đó ngay bây giờ. Nhiều số tiền lẽ ra được dành cho Georgia, dành cho North Carolina và các bang khác đã đi. Và thực tế là đã được dùng cho những người đã nhập cư trái phép vào đất nước này. Chưa ai từng thấy điều gì như vậy. Và đó là một điều đáng tiếc. Tôi không biết gì về những gì ông ấy đã nói. Tôi chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ công bằng và minh bạch. Và tôi nghĩ ở tiểu bang này điều đó sẽ xảy ra. Và tôi hy vọng ở mọi tiểu bang điều đó cũng sẽ như vậy. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt. Nhưng hiện tại chúng tôi đang tập trung vào điều này, không phải vào cuộc bầu cử. Tôi đã dễ dàng chiến thắng vào năm 2016. Thực ra lần trước chúng tôi đã rất sát sao. Và ngay bây giờ, theo cuộc thăm dò mới nhất, chúng tôi đang dẫn trước 7 điểm. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đang dẫn khá xa. Và dường như chúng tôi đang tăng lên. Còn đối thủ dường như đang giảm xuống. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi sẽ giữ vững vị trí này. Thưa quý ông, quý bà, cảm ơn rất nhiều. Tôi rất trân trọng điều đó. Cảm ơn.